Chủ hai. Hai con lông 19 đấy. Anh Minh giật hết tí, hai là 19 rất là rảnh rồi. Con nào đấy? Con Bắc đấy à? 300 đấy. Thưa mày à? Vâng, anh ơi. Đây. Con nào? Thì mẹ con ngày xưa treo đéo giờ chơi mình. Con 300 nghìn, con Bắc mua chùa Hương ấy, mà mày trăm mã à. Không chơi này. Bây giờ nó dầm dầm luôn. Đã hiểu sao thế mà vừa đi bao lâu về vứt cho.